chào tất cả các anh chị em đã đến với kênh của mình hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh chị em đó là cách nhận 7.500 token Vesa em thì uh, để nhận token là Vesa này thì uh, chúng ta có cái cái đường link này lại nhé Đấy, đường link đăng ký này chúng ta sao chép lại hiện tại thì giá của nó đang hiện ra ICO là 0.03 nhé đã lít trên sàn nano trên nhưng mà volume được đang khá thấp anh chị em chưa tích chữ lại sau đó anh chị em vào mở cái ví trước led ra cho mình nhé rồi sau bấm vào phần đáp này ở đây thì các anh chị em ít nhất phải có một chút phí ga nhé phí ga của eth nhé anh chị, anh chị dán cái link cốc khi nãy vào cái phần bên trên đây phần tìm kiếm này rồi sau chúng ta bấm vào cái phím cách này cái dòng này Và hôm nay nó đã cho 70 triệu à, nhé Đây, Token cực kỳ mới này Anh chị em bấm vào Anh chị em gửi khoảng tầm 0.02 USD thôi nhé là tức là khoảng tầm 0.00002 ETH này. Anh chị em bấm vào phần chấp thuận. rồi ok như vậy uh, đã thành công nhé anh chị em trách. ở đây nó đang chờ xử lý nhá hiện tại mình là hết mất mất đề tài hát chắc phải mua thêm nữa. đây đây anh chị đã nhận anh chị em đã nhận được bảy uh, mươi triệu token vxc nhé đây cực kỳ hay uh, hôm nay nó đã thành uh, một cái biến thể khác Khi, hôm bữa là cái con này nó đã phát hết rồi là cực kỳ tiếc. Hôm sau hôm nay anh chị em sẽ nhận được cái token mới. 70 triệu số lượng chắc cũng khá là lớn đấy. Nhưng mà anh chị em chưa tích trữ vì cái này free thôi. Chỉ mất một chút phí mạng không đáng kể. Và uh, cảm ơn anh chị em đã theo dõi video thì chúc anh chị em uh, uh, hoàn thành thành công nhé. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình.